Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay cái clip này là cái clip cực kỳ quan trọng liên quan đến cái vụ việc mà dậy sóng mấy ngày gần đây. Trước khi là bà chủ Đại Nam tức là Sô Nguyễn Phương Hằng đã nói ra kẻ đứng đằng sau Thầy Thích Minh Tuệ khiến cho bao nhiêu người dậy sóng. Ở đây là dậy sóng có phải là những cái thành phần nào? Thì từng bước chúng ta sẽ phân tích gõ về cái nội dung này. Và hôm nay báo Công an Nhân dân cũng đã đưa lên một cái bài báo và đã tìm ra được kẻ phía sau của Thầy Thích Minh Tuệ. Đây cũng là một cái thông tin mà cô chú anh chị đã mấy ngày gần đây dậy sóng và cũng đã có lời giải đáp. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Em cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị chia sẻ cái clip này. Thì mới hồi hôm nay thì tôi cũng đã đăng một cái bài báo trên cổng thông tin truyền thông của Đại Nam, cũng đã thông báo về việc giao lưu trực tiếp đối với mọi người vào 16 giờ của ngày 20 tháng 10 tức là ngày Phụ nữ Việt Nam. Qua đó thì chúng ta thấy ngay lập tức thì một cái bài báo Công an Nhân dân cũng đã đưa lên về vấn đề này liên quan đến cái vụ việc cái bài báo đưa tin đó. Thì em cũng nói rõ như thế này, đối với cái việc mà rất là nhiều người đặt ra những cái vấn đề nghi vấn về kẻ đứng đằng sau Thầy Thích Minh Tuệ là ai, thì cái bài báo Công an Nhân dân cũng đã giải thích rõ cho chúng ta tất cả tất tần tật, và tôi sẽ đọc toàn diện cái bài báo này để cho mọi người hiểu ra được cái vấn đề nó đang nằm ở đâu và vì sao là Đại Nam lại nói ra câu đó. Ở đây thì tôi cũng nói rõ luôn để cho cô chú anh chị tránh những cái trường hợp bình luận xuyên tạc. Ở đây là báo Công an Nhân dân, nên cô chú anh chị là bài báo chính thống nhất và bài báo đảng, nên cô chú anh chị nên là thận trọng trước khi là bình luận tiêu cực. Rồi ok mọi người, nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ đó. Ở đây là một cái bài báo, cô chú anh chị nhìn lên màn hình, đây là cái bài báo nha, bài báo Công an Nhân dân đó, cô chú anh chị cũng thấy rõ ha. Rồi tôi đọc lại cái nội dung: lợi dụng hình ảnh Thầy Thích Minh Tuệ tập học Phật, gieo những rắc rối thông tin phỉ báng, kích động giáo hội Phật giáo và các hành tu giáo, gây mất niềm tin vào nhân dân Phật tử, phá hoại Phật pháp, gây chia rẽ các cái tôn giáo, chống phá chính quyền tôn giáo, đảng và nhà nước. Đó là những diễn biến nguy hiểm từ sự ồn ào liên quan đến Thích Minh Tuệ đó, cần phải được nhận diện và ngăn chặn. Trước hết thì tôi muốn nói cái câu này, tức là cái vụ việc của Thầy Thích Minh Tuệ là Thầy Thích Minh Tuệ không có sai gì. Nhớ kỹ là Thầy Thích Minh Tuệ tu là tu chánh pháp, tu theo hạnh Đầu Đà. Ở đây cái hiện tượng là do những kẻ đứng sau chứ không phải là do Thầy Thích Minh Tuệ. Tới bây giờ tôi vẫn ủng hộ Thầy Thích Minh Tuệ hết mình nha. Và tôi cũng nói rõ là như vậy để cho cô chú chị hiểu rõ. Ok mọi người, đọc tiếp về cái nội dung này. Từ chỗ những người bộ hành thầm lặng, kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội qua hình ảnh một khất sĩ tu hạnh Đầu Đà chân đất, đắp những y chấp chăn và từ nhiều mảnh đất vải nhặt, ôm guộc nồi cơm điện đó, đi khất thực dọc theo tuyến đường. Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại Gia Lai đó, và đã từng là nhân viên đo đạc địa chính. Bản thân ông Tú không có tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có ý nhận đệ tử. Ông chỉ là bộ hành tập học và học theo tu theo lời Phật dạy, Đức Phật và những người để rèn luyện sức khỏe đó. Mọi người thấy ngay từ buổi đầu cô chú anh chị cũng đã thấy đối với cái việc mà Thầy Thích Minh Tuệ không hề là lợi dụng, cũng không hề là nhận, cũng không hề cho mình là một bậc chân tu gì cả. Qua cái vụ việc Thầy Thích Minh Tuệ tu tập soi gọi lại, giúp cho chúng ta nhận thức được một số ma tăng sàm tăng ở trong giáo hội vẫn còn tồn động. Ở đây chúng ta nói là cá biệt nha cô chú chị, tại vì trong giáo hội mọi người biết là hàng triệu người tốt tôi không nói, nhưng mà ở đây giúp cho chúng ta nhận diện phản chiếu lại một số vấn đề là ma tăng sàm tăng vẫn còn tồn động ở trong giáo hội, nên cô chú anh chị cũng thấy rõ về vấn đề đó rồi. Thì qua cái vụ việc này thì chúng ta cũng thấy đó được là những cái bài báo này đưa tin là hoàn toàn chính xác nha cô chú chị, tức là cũng không nói về Thầy Thích Minh Tuệ. Bản thân tôi ủng hộ Sư Nguyễn Phước Hằng và ủng hộ Thầy Thích Minh Tuệ hết mình, thì tôi không nói về vấn đề đó. Ok mọi người, từ chỗ người bộ hành thầm lặng, điều kiện ông Thích Minh Tuệ gây ấn tượng trong đặc biệt là do ông tu theo hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp khổ hạnh tu luyện tu tập tu tâm trừ bỏ phiền não cấu trần
À, nói chung ra thì tu thì hành đầu đà của chúng chị biết rồi, tôi không đọc những cái này. Hình ảnh được bộ hành tự xưng là con và có tất cả mọi người từ bỏ những điều kiện, tức là ông sẽ xưng tất cả mọi người là xưng bằng con nha. À, đây bây giờ mọi người thấy đây tới cái bài báo tiếp theo là bài báo là luồng tiêu cực nè. Đây là luồng tiêu cực và kẻ đứng sau đã lộ diện. Mọi người thấy ở đây tôi nói rõ là kẻ đứng sau lộ diện nha. Kẻ đứng sau lộ diện ở đây là gì? Đó. Luồng gió tiêu cực thổi lên mạnh xấy sâu vào khiến rất nhiều phiến diện cho rằng người tu sẽ thực hành đầu đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, đó, mới đúng tính tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebook YouTuber, Facebooker đó và rất là nhiều những trang mạng khác đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng miệt thị các chư tăng, các chùa to Phật lớn, kèm theo là những luận điệu xuyên tạc cho rằng tu hành theo kiểu không chùa là mới không cúng dường thì mới đúng, từ bỏ vật chất như Thầy Thích Minh Tuệ thanh tịnh mới là chân tu. Thì ở đây mọi người thấy cái bài báo ghi cũng rất là rõ, nhưng mà ở đây tôi cũng không đồng tình đối với một số quan điểm của bài báo này. Thứ nhất, nếu như mà cái việc xử lý kịp thời đối với một số ma tăng sầm tăng thì liệu rằng họ sẽ có cơ hội để nhằm mục đích xuyên tạc hay không? Đó, tôi đặt trường hợp ví dụ như ông Thích Chân Quang nè và một số vị ma tăng khác hiện nay bây giờ vẫn còn tồn động những một số điểm yếu, nếu như mà được xử lý kịp thời thì tôi hỏi rằng là liệu rằng là có cơ hội để xuyên tạc hay không. Đương nhiên những cái câu hỏi này chúng ta đặt ra và cơ quan chức năng của chúng ta cũng đang vào cuộc, như vậy thì đó cũng là một cái vấn đề. Đó. Rồi tiếp theo, thực hư những quan điểm hoàn toàn sai lệch, không cần phải kiến thức cũng biết rằng đối với về đạo Phật, nói rằng là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là Thích Ca Mâu Ni, cái khúc này thì tôi không đọc của chúng chị vì lý do là tu hạnh đầu đà thì bên báo chí cũng đã giải thích rõ về tu thì chỉ có một vị là Phật là chỉ tu theo hạnh đầu đà, còn lại thì các Phật khác cũng có thể là cúng dường, nói chung ra là giải thích đó. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng vào thầy hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ để so sánh những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một ít chư tăng đó, tức là bên báo chí cũng nhận định rằng là bên phía giáo hội cũng có một số người phát ngôn chưa được chuẩn mực. Đây không, cái này là tôi nói rõ nghe, tôi nói và hai mặt hết chứ không phải là binh vực gì cả, này là tôi nói hai mặt. À, bên báo chí công an cũng đã nói một số thế lực chống phá hiện nay và các thế lực thù địch lợi dụng hiện tượng sư Minh Tuệ để so sánh những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một số ít chư tăng và cố tình tạo ra những sự đối lập tương phản, hồng bôi nhọ, bôi xấu nhọm đen cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung và từ đó gây chia rẽ, mất lòng tin đối với nhân dân và Phật tử. Đây là sự so sánh khá nguy hiểm, trong khi cố tình lấy một số ít hiện tượng con sâu làm sầu nồi canh để đánh đồng và bôi xấu hình ảnh Phật giáo, chư tăng và nước ta, và đồng thời kích động Phật giáo là mê muội không nghe giảng Phật pháp và cúng dường của Tam Bảo. Thì mọi người thấy đó là một cái bài báo đưa tin liên quan đến cái việc là cúng dường cúng Tam Bảo. Nếu như cúng dường cúng Tam Bảo, tôi đặt trường hợp ngược lại, nếu như một số người mà làm đúng cúng dường cúng Tam Bảo thì lấy đâu mà họ xuyên tạc, đúng không? Nên là cái vụ việc này thì họ lợi dụng thì cũng không đúng, và chúng ta cũng quơ đũa cả nắm thì cũng không đúng, vì trong giáo hội của chúng ta là có hàng triệu người tốt, chỉ có một vài ma tăng sầm tăng. Nếu như chúng ta đánh đồng quan điểm thì cũng lại không được. Đó. Nhưng mà ở đây cái câu hỏi đặt ra, một số ma tăng sầm tăng đó khi nào mới được xử lý triệt để? Mà đã khi xử lý triệt để thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có trường hợp họ sẽ xuyên tạc. Ok mọi người, thì trong cái bài báo này cũng đã nêu rất rõ về vấn đề là lợi dụng vào một số tu sĩ, một số người được cho là tu hành phát ngôn không chuẩn mực đó, và gây làm sai, tức là đối với cộng đồng mạng, kể cả là người dân hiện nay là đánh đồng quan điểm đó, là quơ đũa cả nắm đánh đồng quan điểm đó. Con sâu làm sầu nồi canh, tức là một số ma tăng sầm tăng là sai, thì cô chú anh chị nên chỉ thẳng tên ra, cũng không quơ đũa cả nắm về giáo hội. Mọi người nên nhớ kỹ là như vậy. Bây giờ bắt đầu mới lòi ra kẻ phía sau nè.
Đây là kẻ phía sau nha. Nguy hiểm hơn là lợi dụng sự ồn ào và hiện tượng thích minh tệ, các thế lực là phản động, phần tử thù địch cũng nhắm đến âm mưu đồ chia rẽ đảng và nhà nước, một số cư tăng mâu thuẫn, hạ uy tín Phật giáo và những phần tử thù địch bịa đặt miệt thị đường hướng của Phật pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, giáo hội của Việt Nam và những tặc gì và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Mới đây liên quan đến vụ việc xứ Minh Tệ, đài GFA đã không ngần ngại tung ra những video khác bình thường của một cụ nhạc sĩ nổi tiếng ở hải ngoại và những lời phỉ báng miệt thị giáo hội Phật giáo nhà nước ta. Mặt khác, tư tưởng ngu đồ của đảng và nhà nước, chính sách tôn giáo của cũng bộc lộ trong vụ việc Minh Tệ sau khi hành thông. Ủa? Sau khi có thông tin cán bộ tại địa phương ngăn cản bộ hành gây xôn xao dư luận tại nghĩa trang, thì một Facebook phản động Việt Tân đã gây tiêu đề chính quyền không cho thầy Minh Tệ dừng chân qua đêm, kích động mâu thuẫn và bình luận những câu xuyên tạc. Thì mọi người thấy rồi, ở đây kẻ đứng sau, mọi người thấy kẻ đứng sau chính là Việt Tân và VGF. Mọi người thấy không, cái bài nè, tức là GFA, đó là những cái đài mà hiện nay mọi người thấy một số thông báo ở trong đảng bộ rồi, ở trong nhân dân rồi, người ta cũng thông báo là Việt Tân và đài EGFA cũng đã thông báo. Và mấy ngày gần đây khi mà sư Nguyễn Phương Hằng nói ra những câu đó thì bắt đầu là lại đẩy dư luận lên và một số người bình luận rất là tiêu cực. Như vậy thì mọi người thấy anh Dũng và những người trong đảng bộ của chúng chị thấy cũng đã được thông báo về trường hợp Việt Tân và đài VFF này. Từ đó thì có người đứng kẻ phía sau. Mọi người thấy bây giờ đã tìm ra kẻ phía sau rồi. Như vậy chứng tỏ rằng là những cái gì chị Hằng nói là đúng, có phải như vậy không? Nên là mọi người hãy để tâm và để ý tới. Tôi đặt trường hợp bây giờ qua cái bài của tôi phân tích hôm nay, lại có một số người lại vô bình luận tiêu cực, thì cô chú anh chị nghĩ coi là sẽ như thế nào và những thành phần đó là ai? Vì trong cái bài báo Công an Nhân dân đã ghi rất rõ, tức là những cái bình luận tiêu cực chống phá, những cái bình luận xuyên tạc kích động nhằm mục đích là chửi bới lôi kéo lẫn nhau, đây là những cái thành phần Việt Tân. Như vậy thì mấy ngày gần đây cô chú anh chị thấy là những cái người bình luận rất tiêu cực khi vụ việc chưa rõ ràng ra sao, thì hôm nay bài báo Công an Nhân dân cũng đã giải thích rất rõ về những cái lời nói của sư Nguyễn Phương Hằng là trong vụ việc thầy Thích Minh Tệ vẫn còn người lợi dụng ở phía sau là Việt Tân và một số nhân vật khác. Như vậy thì một số kênh YouTube mà muốn chống phá hoặc là kể cả nói xấu về vấn đề của sư Nguyễn Phương Hằng thì cô chú anh chị nghĩ coi, ví dụ như Hoàng Sáu hay là Nhật Chế Nhất Phương hay là Nhật Chế Trung Nguyễn yêu thầy Thích Minh Tuệ nhưng ngược lại lại là không thích sư Nguyễn Phương Hằng, họ đưa ra những luận điệu là đằng sau này không có ai, công an rất là hay, nói thẳng là như vậy, nhưng mà cuối cùng thì báo Công an Nhân dân cũng đã đưa lên là kẻ đứng đằng sau. Đương nhiên trong vụ việc này nó không liên quan gì thầy Thích Minh Tuệ, tức là thầy Thích Minh Tuệ chỉ là học tu và tu theo hạnh Đầu Đà và tu chánh pháp, thì tôi vẫn ủng hộ cho đến giây phút cuối cùng giữa chị Hằng và thầy Minh Tuệ tôi đều ủng hộ. Nhưng mà các thế lực phía sau lợi dụng vào hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ để nhằm mục đích kích động lôi kéo thì cô chú anh chị cũng hết sức trầm tĩnh đó. Thì cái bài báo cũng đã nêu rất rõ là kẻ đứng đằng sau rồi thì tôi cũng không nói đến cái việc mà tiếp theo nữa, thì cô chú anh chị cũng sẽ có nhận thức được đó là đâu là sự thật, đúng không? Như vậy thì những cái bình luận tiêu cực và những cái chống phá mấy ngày gần đây, cô chú anh chị nghĩ coi những thành phần đó là ai, đúng không? Kích động lôi kéo chửi bới lẫn nhau trong khi cái vụ việc chỉ nói lửa lần chừng thì bắt đầu là nhảy vô tấn công dữ dội, thì cô chú anh chị nghĩ coi những cái bình luận tiêu cực mấy ngày gần đây là của ai, trong khi báo Công an Nhân dân cũng đã nói rõ đây là báo đảng nhà nước, nếu như chúng ta chống đối lại thì chúng ta lại còn chống đối với nhà nước, đúng không? Nên là mọi người cũng thấy rõ về trường hợp này qua cái vụ việc này thì mong rằng cô chú anh chị cũng phải để tâm tới và nói cho nó rõ rằng là chị Hằng vẫn nói đúng nha cô chú chị, đằng sau thầy Thích Minh Tuệ
vẫn còn hai nhân vật quan trọng, đó là EGFA và Việt Tân, lợi dụng vào vấn đề thể tích minh tệ để nhằm mục đích kích động lôi kéo. Như vậy thì bản thân chúng ta là người kích động, vậy chúng ta là ai? Nên là cô chú anh chị nhớ kỹ trước khi bình luận. Ok mọi người, thì cái clip hôm nay em chỉ tóm gọn như vậy. Thì 16 giờ chiều nay em sẽ lên live và nói rõ cho cô chú anh chị biết được những cái vấn đề này. Đó, chào mọi người và hẹn gặp lại tất cả các live sau. Bye bye mọi người.